À, kính chào các tôi tớ Chúa và các con cái Chúa của Hội Thánh Ngài. Chúng ta cùng cảm ơn Cha Thiên Thượng vì đã soi dẫn tất cả Kinh Thánh bởi Chúa Thánh Linh. Nhờ thần khí của Chúa, xin Chúa giúp chúng ta nghe lời của Ngài, ăn nuốt lời Ngài để chúng ta được trang bị sẵn sàng cho mọi việc lành. Amen. Khi mà tôi khoảng 15 tuổi, nhà tôi ở gần xóm đạo. Nên là mỗi khi có lễ gì, những người dân ở xóm đạo họ rất là hăng hái để họ làm công tác, rồi làm những họ có thể chung lại thành nhóm và họ trang trí. Tôi cứ thắc mắc hỏi người bạn học cùng lớp với mình, người bạn cũng là người có đạo Công giáo. Hồi đấy thì tôi không phân biệt được và tôi cũng không biết tin lành hay là Công giáo hay là chùa, nói chung mình chỉ biết là tôn giáo thế thôi chứ mình cũng không không nắm vững được những điều đó. Tôi thắc mắc, tôi hỏi bạn tôi rằng là sao có một bức tượng treo trên một cây gỗ thế? Bạn tôi nói đó là Chúa Giêsu. Tôi hỏi tiếp thì bạn tôi nói là Chúa chết để cứu mọi người. Tôi chỉ biết như vậy, nhưng trong lòng cứ suy nghĩ rằng sao lại có một ông Giêsu nào đó hy sinh cao cả đến vậy? Lòng tôi rất là ngưỡng mộ ông Giêsu lúc bấy giờ. Khi học xong vào đại học, chúng tôi là một nhóm bốn người bạn thân với nhau và lúc nào cũng hẹn với nhau rằng là đêm Giáng sinh thì sẽ cùng nhau đến nhà thờ để xem hang đá. Trời rất là rét, khoảng tầm chừng 18 đến 20 độ thôi. Miền Nam như vậy là rất là lạnh rồi. Thì chúng tôi cứ đạp xe đạp để chở nhau đến đó. Và tôi biết thêm rằng cứ tháng 12 là kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Trong thời đại hiện nay dường như tháng 12 kỷ niệm Chúa Giáng sinh ai cũng biết, từ trẻ đến già. Và cũng không phân biệt là tín ngưỡng tôn giáo nào, mọi người đều biết đến tháng 12, đó là mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Khi tôi còn độc thân với hai con gái của mình, cứ đến Giáng sinh là ba mẹ con tôi cùng lên ý tưởng để trang trí cho ngôi nhà của mình. Dù lúc đó gia đình tôi cũng chưa có Chúa, nhưng mà chúng tôi thường cũng mơ ước được trang trí ngôi nhà của mình một cách ấm cúng nhất. Thì chúng tôi thường tự làm lò sưởi, làm giả lò sưởi, rồi trang trí đèn, cắt hình cây thông, rồi làm những cái bông tuyết rơi. Nhìn rất là thích và cảm giác trong gia đình nó có một cái sự ấm cúng. Tôi cảm nhận trong lòng mình rằng không đơn thuần Giáng sinh là chỉ để vui chơi, ăn uống hay là tặng quà. Hoặc có những gia đình thì họ đi du lịch, mà nó phải mang một ý nghĩa trọng đại khác. Nhân vật chính đó chính là Chúa Giêsu. Vì vậy, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng chắc chắn Chúa Giêsu phải là một tấm gương sáng, thì già trẻ lớn bé, người theo Chúa hay là khác tôn giáo cũng đều hát ca tôn thờ Ngài. Lễ Giáng sinh cũng gọi là Noel hay là Christmas, là lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 hàng năm của hàng tỷ người trên thế giới không phân biệt tôn giáo. Ngày Giáng sinh là một ngày nghỉ lễ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Dù ai có theo Chúa hay là không, thì Giáng sinh có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đối với một số người, đây là thời điểm để họ mua sắm trong kỳ nghỉ, họ đi du lịch cùng nhau trong gia đình của họ, họ mua quà Giáng sinh, rồi họ dành thời gian cho gia đình một bữa ăn, hoặc là bạn bè thân thiết tổ chức tiệc tùng vui chơi rồi họ uống rượu. Tuy nhiên, nếu chúng ta học lời Chúa thì chỉ một lý do thực sự giải thích tại sao lễ Giáng sinh là một thời điểm quan trọng như vậy để tưởng nhớ, đó chỉ là một lý do duy nhất là Chúa Giêsu Giáng sinh. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 có chép: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng
là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Vì vậy, trên việc nhận quà tặng Giáng sinh, bên trên tiệc tùng và sự vui chơi, rồi có cả những hình ảnh ông già Noel, bên trên việc mua sắm cho ngày lễ, xin chúng ta hãy nhớ rằng lễ Giáng sinh thực sự nên nói về sự Giáng sinh của Đấng Cứu Rỗi, đó là Chúa Giêsu, và lý do tại sao Ngài sinh ra trên thế gian này. Do đó, khi chúng ta tổ chức lễ Giáng sinh với sự hiểu biết về lời Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu là lý do của mùa lễ. Tại sao Giáng sinh lại quan trọng đến vậy? Lễ Giáng sinh rất quan trọng vì đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu Christ người Nazareth, con Thiên Chúa đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Vào ngày đó, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian làm người để một ngày nào đó Ngài sẽ trở thành của lễ đền tội cho thế gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Giáng sinh là một ngày tưởng nhớ và để chúng ta thờ phượng. Giáng sinh là một ngày quan trọng để thờ phượng và tưởng nhớ, nhưng điều đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao Giáng sinh của Chúa Giêsu lại quan trọng đến như vậy và cách chúng ta có thể tích hợp điều đó vào kỳ nghỉ lễ của mình để nó không bị lạc trong tất cả các truyền thống. Chúng ta hãy nhớ Đấng Christ đã sinh ra. Lý do Giáng sinh tồn tại là bởi vì hơn 2.000 năm trước, một đứa trẻ đã được sinh ra, đó là con trai của Chúa, Đấng cứu thế, đã được tiên tri qua nhiều thế hệ. Vì yêu thương nhân loại, Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống trái đất, biết trước điều gì sẽ xảy ra với Ngài. Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là bước quan trọng nhất trong kế hoạch cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Răng đoạn 3 câu 16 câu 17. Và chúng ta hãy nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm. Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời không bắt đầu với Chúa Giêsu. Kế hoạch của Ngài thực sự bắt đầu hình thành với Abraham. Trong sáng thế ký 12, Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham. Ngài hứa rằng Ngài sẽ làm rạng danh của Abraham, rằng ông sẽ là cha của nhiều quốc gia. Ngài sẽ ban phước cho ông để ông có thể trở thành nguồn phước cho những người khác. Và Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm của lời hứa đó. Bây giờ, Chúa phán với Abraham và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đấy là sáng thế ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Như vậy chúng ta thấy bằng cách Ngài sai con một của Ngài là con cháu của Abraham xuống trái đất, Ngài đã thực hiện lời hứa rằng mọi dân tộc, dù là người Do Thái hay dân ngoại, sẽ được ban phước, được ơn Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Con cái của Abraham không nhất thiết phải là con cháu ruột thịt của ông, nhưng là con cháu của ông trong đức tin, một người cha của nhiều quốc gia. Gần như không thể hiểu hết tầm quan trọng của lễ Giáng sinh cho đến khi chúng ta nhận ra điều mà Chúa Giêsu đến để hoàn thành. Mục đích của Chúa Giêsu Giáng sinh là để sống một cuộc sống không chỗ trách được. Ngài gánh lấy gánh nặng tội lỗi để chúng ta được cứu.
Sự Giáng sinh của Ngài dọn đường cho sự chết của Ngài và sự cứu chuộc toàn nhân loại. Thần tính của Đấng Christ, chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu không chỉ là một con người, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời và là ngôi lời nhập thể, làm người để ở giữa loài người. Do đó, tên gọi Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong Giăng đoạn nhất, câu 1 đến câu 4, có chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Và Giăng đoạn 1 câu 14 chép: Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Nỗ lực của kẻ thù nhằm phá hủy các kế hoạch của Đức Chúa Trời, đó chính là vua Herod, đã cố gắng tiêu diệt Chúa Giêsu khi Đấng Christ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, vì vua Herod cảm thấy bất an và bị đe dọa bởi sự ra đời của Đấng Messi. Kẻ thù sẽ luôn cố gắng phá hủy những gì Chúa đã hoạch định cho cuộc đời của bạn hoặc cho cả thế giới. Tuy nhiên, Chúa mạnh hơn kẻ thù. Trong Ma-thi-ơ 2, khi họ đã ra về, này một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc mộng và phán rằng: Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô và cứ ở đó cho đến chừng nào ta nói cho anh em biết rằng vì Herod sắp tìm giết hài nhi. Và nhờ những sự mà được báo trước trong giấc mơ mà Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến trong giấc mơ của Joseph, đã tránh được cái chết của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật sự là một sự vĩ đại, một sự kỳ diệu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa về điều này. Tình yêu của Đức Chúa Trời, lễ Giáng sinh phải nhắc nhở chúng ta về tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Mặc dù chúng ta là tội nhân, mặc dù chúng ta quay lưng lại với Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta và đầy lòng thương xót, đến nỗi Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giêsu để trở thành đấng cứu thế của toàn nhân loại. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Chúa Giêsu đã thách thức những truyền thống của con người và chỉ ra những giới hạn của luật pháp. Ngài đến và trải nghiệm cuộc sống. Có thể nói rằng Ngài đã trải qua mọi đau đớn và buồn phiền mà chúng ta gặp phải ngày nay. Ngài đã rời bỏ vinh quang và huy hoàng của thiên đàng để đến thế gian và dâng chính Ngài làm của lễ hoàn hảo cho tội lỗi của chúng ta. Với cá nhân tôi, Chúa Giêsu Giáng sinh đó là một điều hết sức trọng đại và cần khắc ghi. Nếu không có sự Giáng sinh của Đấng Christ, chúng ta không thể có sự hy sinh mà Ngài đã ban cho. Nếu không có lời tiên tri của Cựu Ước, thế giới sẽ không biết phải tìm ai. Sự ra đời của Ngài đã được báo trước, cuộc đời của Ngài có mục đích và sự chết của Ngài là cần thiết cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy nhớ sự rộng lượng của Ngài. Chúa Giêsu đến thế gian này đã ban cho cách quảng đại, và bằng cách quảng đại ban phát cho những người kém may mắn hơn, chúng ta có thể phản ánh Ngài trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu một truyền thống mới trong năm nay và tìm cách phục vụ người khác cùng với bạn bè hoặc gia đình của mình. Cũng học những gì mà Ngài đã từng làm khi Ngài còn ở trên thế gian. Và chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta hãy sống chậm lại. Trong những năm qua, Giáng sinh đã trở thành một kỳ nghỉ nhộn nhịp với đầy đủ ánh sáng, quà tặng, cây thông Noel, ông già Noel và
rất nhiều các kế hoạch. Với những người kinh doanh, người ta cầu mong Giáng sinh đến để họ kiếm lợi, kiếm lời trong cái mùa Noel này. Và rất nhiều người, người ta mong muốn trong cái mục đích cá nhân của họ. Và đó những là những điều mà thật sự dễ dàng để bị cuốn vào tất cả những điều vốn dĩ. Nó cho là không xấu, nhưng điều quan trọng là dành thời gian để chúng ta sống chậm lại. Đừng để bị cuốn theo tất cả các truyền thống đó mà ai đó đánh mất ý nghĩa của những gì mình đang ăn mừng. Nhiều người trong chúng ta có những truyền thống mà chúng ta tuân theo mỗi năm vào dịp Giáng sinh. Và bản thân điều này không phải là một điều xấu. Chúng ta vẫn có thể treo đèn, dựng cây thông Noel, xem phim Giáng sinh và nghe các bài hát Giáng sinh, bữa tiệc thân mật trong gia đình cho bạn bè thân thiết của mình. Vấn đề xảy ra khi trong tất cả những điều đó chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lại ăn mừng. Đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ đến. Chúng ta phải biết được rằng chúng ta ăn mừng vì điều gì. Không phải chỉ là mọi người đến chung vui rồi ăn uống rồi náo nhiệt. Mà chúng ta quên mất đi Giáng sinh quan trọng là vì Chúa Giêsu và chỉ Chúa Giêsu mà thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta treo đèn vì ánh sáng của Ngài trong những nơi tối tăm. Chúng ta dựng nên một cây thông để tưởng nhớ điều Ngài đến để hoàn thành và hát những bài hát thờ phượng để tôn vinh danh của Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian chúng ta cần dành cho gia đình nữa. Đối với nhiều người, Giáng sinh là một trong những phần hay nhất. Giáng sinh mang các gia đình xích lại gần nhau hơn bởi vì họ cũng đặt một cái điểm mốc rằng mùa Giáng sinh là mùa cuối năm, gia đình phải đoàn tụ và cùng nhau sưởi ấm lại những cái điều mà những thời gian vừa qua đã làm lạnh lẽo trong gia đình. Chúng ta hãy cùng tận hưởng những điều đó, dành thời gian để kết nối, nhưng hãy ghi nhớ rằng giữ Đấng Christ ở trung tâm. Đừng bao giờ quên những gì đã đưa chúng ta đến với nhau ngay từ đầu. Kỷ niệm về Chúa Giêsu với gia đình của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì thời gian đặc biệt này, nơi chúng ta có thể kết nối gia đình của mình. Và chúng ta cũng còn không quên được những điều Chúa đã làm khi Ngài còn ở trên thế gian. Ngài thương yêu những trẻ mồ côi, Ngài thương yêu những người quá bụa. Thì chúng ta cũng cần làm một việc gì đó có ích để mang hơi ấm tình thương đến những con người bất hạnh đó. Đó là điều Chúa rất là vui lòng. Chúng ta hãy ghi nhớ Giáng sinh là một ngày chúng ta tưởng nhớ, một ngày để kỷ niệm món quà của Thượng Đế ban cho loài người. Ngài đã bước đi trên trái đất này và biết những gì ở phía trước mình, nhưng Ngài vẫn kiên trì, Ngài chịu lao khổ, đau đớn. Thì chúng ta cũng đừng bao giờ cho phép mình đánh mất những điều này. Chúng ta có thể nói về câu chuyện Giáng sinh với gia đình, với bạn bè của mình, đi đến hội thánh, suy ngẫm về sự ra đời của Chúa, cầu nguyện với Chúa, cảm ơn Chúa vì sự hy sinh của Ngài. Chúng ta cũng nhớ đến những cái người ở ngoài kia đang bị hư mất. Chúa cần tìm họ, những người lạc loài đó để được trở về nhà cha thì rất cần chúng ta có những sự rao báo phúc âm đến những người ở ngoài thế gian kia để họ được trở về nhà cha. Điều này cũng rất cần đến. Và chúng ta hãy nhớ rằng hãy thờ phượng Ngài, hãy biến điều đó thành mục tiêu của bạn trong Giáng sinh này. Hãy rời mắt khỏi những thứ của thế giới này và hãy nhìn lên thiên đàng. Làm cho Chúa tập trung vào mọi thứ mà chúng ta làm trong mùa Giáng sinh này. Hãy sống cuộc đời của chính chúng ta trong tư thế tôn thờ, tôn vinh Đấng đã ban tặng món quà mà không ai khác có thể làm được. Đó là sự ân sủng và sự thanh tẩy. Trong Thi Thiên đoạn 63, từ câu 3 đến câu 6 chép: Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa, như vậy tôi sẽ chúc phước
Chúa chọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Chúng ta có sự sống, đó là chính chúng ta nhờ Ngài. Chỉ nhờ những gì Đức Chúa Trời đã làm mà chúng ta có sự sống. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã thay đổi mọi thứ cho tất cả những ai tin cậy vào Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta đòi hỏi đều rơi dưới chân của Chúa Giêsu, đấng đã đến trong hình dạng một đầy tớ vào lễ Giáng sinh và thay đổi mọi thứ cho chúng ta. Trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7 chép: Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì từ nỗ lực của chính mình. Chúng ta phải dựa vào công việc này của Đức Chúa Trời để mang lại sự cứu rỗi cho tất cả chúng ta. Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Galati đoạn 4, câu 4, câu 5. Việc tổ chức Giáng sinh hay không là một cái quyết định của mỗi cá nhân, không ai gò ép. Nhưng chúng ta hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh thì chúng ta hãy nhớ Ngài đến để hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu, làm cho lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm và vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Trong Ngài có sự sống là ánh sáng của loài người, và Ngài đến để chiến thắng mọi kẻ thù. Lễ Giáng sinh phải nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho toàn nhân loại, dành cho những ai tin cậy Ngài, bước đi theo lẽ thật của Ngài. Chúng ta nhớ sự rộng lượng của Ngài, và để chúng ta thấy rằng những gì Ngài ban phước cho chúng ta thì chúng ta cũng ban phước cho những người khác nữa. Chúng ta cần sống chậm lại. Chúng ta cần nhớ thời gian để dành cho gia đình của mình, cho người thân yêu của mình. Những kỷ niệm mà món quà của Thượng Đế đã ban cho loài người, chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Chúng ta hãy nhớ để thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Chúng ta có sự sống là chúng ta nhờ Ngài. Tất cả những điều này chúng ta thấy đó mới chính là ý nghĩa của kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Không phải là những câu chúc bình thường như bao người khác. Không phải là một bữa tiệc linh đình. Không phải là những sự rong chơi ngoài kia để nhìn ngắm ánh đèn đường phố cùng vui chơi với bạn bè mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày kỷ niệm Giáng sinh là gì. Như trong mọi sự, chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan từ Ngài, đấng ban sự khôn ngoan và cách rộng rãi cho tất cả những ai cầu xin và chấp nhận nhau trong tình yêu thương. Ân điển của Cơ Đốc nhân. Bất kể quan điểm của chúng ta về lễ Giáng sinh, xin chúc tất cả các tôi tớ, các con cái của Chúa có một mùa Giáng sinh thật sự an lành, phước hạnh bên gia đình và tôn thờ đấng đã đến thế gian vì chúng ta. Amen.